Hôm nay vốn mình đang có 15 cũ thì chơi một game này thì mình nghĩ là rất nhiều anh em biết hiện nay là Aqua Win này. Thì đây là hệ thống game của nó thôi. Thì vốn mình hôm nay 15 cũ, thường thường là anh em thấy mình chơi quay hũ đúng không? Nhưng mà hôm nay thì mình tiếp tục quay hũ thôi. Một là mình chơi bài tiến lên, hai là mình chơi bài poker, cơ, hai là bài tiến lên, hai là chơi quay hũ. Vì sao mình không chơi tài xỉu anh em? Bởi tài xỉu là nếu như là mình bị cuốn một cái gì đó mình rất dễ đánh all in. Mà đánh all in thì anh em biết rồi, một người không giữ được bình tĩnh chắc chắn chỉ có thua thôi anh em ạ. Và đương nhiên chơi gì như vậy anh em phải ăn đấy, phải ăn non như mình đi, đừng có tham ăn to. Tham ăn to là trước sau gì anh em chạy ra đạo anh em, đừng có tham lam quá. Game thì anh em hiểu rằng này, game này ấy nó đánh vào lòng tham anh em. Nếu anh em không kiềm chế lòng tham chắc chắn anh em sẽ ra đạo ngay, không có chuyện anh em ra về bờ đâu anh em ơi. Ôi hai ván thắng liên tục này, tuyệt vời chưa anh em ơi? Thế chứ, phải thế chứ. Ôi nhưng mà này nó thua trắng luôn anh em ạ. Thì đương nhiên nếu anh em ăn non ấy thì chắc chắn em dễ ăn hơn rồi. Nhưng mà lỡ mà anh em tham ăn to ấy thì đương nhiên là cơ hội anh em thắng là nó rất khó. Bởi vì ăn to ấy, bởi vì ăn to lỡ may anh em ăn to một cái đúng không? Nó soi một cái là anh em chỉ còn còn một cái nịt thôi chứ có gì ăn được nó nữa. Bởi mục đích game nó tạo lợi nhuận, mà lợi nhuận nó lấy từ đâu? Lợi nhuận nó lấy từ những người chơi. Mà ví dụ anh em ăn to quá thì lúc đấy nó lấy lợi nhuận từ đâu nữa, thì chắc chắn nó sẽ trường hợp thứ hai đó là nó là soi anh em thôi. Chơi gì như vậy anh em ạ? Anh em phải hiểu rõ game, game nó đang muốn gì và anh em đang muốn gì. Anh em muốn ăn tiền của nó đúng không? Nó thì muốn ăn tiền anh em, hoặc là trong trường hợp là cái thằng kia muốn ăn tiền, nếu đánh tài xỉu cái thằng kia muốn đánh ăn tiền anh em, thằng kia anh em lại muốn ăn tiền của thằng nó, thì chắc chắn em sẽ làm gì? Anh em phải ăn non chứ, bởi vì là chắc chắn ở trong những người chơi sẽ có những cái thằng gọi nhà cái nữa. Anh em phải hiểu điều đó anh em, mà game gì nó chả có anh em. Có game ít, có game nhiều thôi. Chứ game thì hầu như game gì có thằng nhà cái của nó vào chơi thôi anh em ạ. Thế nó mới có lợi nhuận nhiều chứ. Đây này, tuyệt vời này. Ba mê cũng được rồi. Ba mê là ngon rồi. Biết đâu hôm nay lên được 30 cũ thì sao anh em nhỉ? X2 vốn. X2 vốn đó là cái tối đa mình muốn đến thôi. Còn thực tế nó ăn được hay không ấy thì đương nhiên nó khó rồi. Nếu mà dễ ấy, thì ai cũng chơi là giàu rồi anh em ơi, không có đâu anh em ạ. Quan trọng là ăn được nó không thôi chứ. Ai mà chơi mà chả muốn ăn lên từng đó anh em đúng không? Tiền X2 vốn viên là 100 mê ăn 100 mê. 15 mê ăn 15 mê. Thế thì ai chả muốn anh em. Nhưng mà cái quan trọng là có ăn được nó không ấy thôi chứ. Đây này. Vừa nói cái là mất lại rồi anh em này. Đấy em thấy không? Còn thắng có 3 mê nữa này. Ấy chưa? Có phải dễ ăn nó đâu. Nếu anh em lúc này giờ ăn non ấy, 50% số vốn ấy, thì lúc này giờ anh em đã ăn được rồi. Đúng không? Nhưng mà hầu như ấy, mình chắc chắn một điều rằng ở đây ai cũng muốn ăn to cả thôi. Không ai muốn ăn non đâu. Nhưng mà nếu anh em kiềm chế cái lòng tham anh em, thì anh em có cơ hội giành chiến thắng rất cao. Còn anh em mà không kiềm chế lòng tham anh em, chắc chắn người ra đạo anh em, không sớm không muộn thì anh em ra đạo thôi. Đây cái luật chơi nó luôn luôn vòng lặp như vậy rồi. Quan trọng là anh em có kiềm chế được cái lòng tham em thôi. Chứ những cái luật chơi này thằng đéo nào mà chả biết anh em. Mình chỉ nói lại thôi chứ. Ôi giời, thua lại rồi anh em kìa. Bắt đầu thấy thua rồi đấy. Thua thật rồi anh em, thua 300 ngàn rồi. Vãi lều kìa. Đen vậy ta. Thua một chuỗi luôn anh em ạ. Một chuỗi thua luôn anh em ơi. Đánh thế thì bố mẹ anh chịu. Bốn mê này, may mắn này nó nộ bốn mê này. Nhưng mà vẫn chưa thắng lại anh em ạ. Vẫn còn thua. Đen vậy chịu thôi chứ. Thua năm cũ rồi anh em ơi. Cái đéo gì phải trời, xui xui một chuỗi luôn ấy. Giống nó soi ấy anh em ạ. Đéo đen đen một chuỗi như vậy, từ 23 mê xuống còn 10 mê nữa. 8 mê nhá. Địt con mẹ tụi này nhá. Cày chứ anh em. Đánh đừng nói đéo cày. Ai chơi cũng cay cả thôi anh em, thua thì ai chả cay. Nhưng mà ai ăn được nó đó mới cái yếu tố quan trọng anh em ạ.
Trời ơi. Cay vậy trời. Thu 5% vốn, hơn 5% vốn rồi anh em ạ. Vãi kìa. Xui một chuỗi luôn, nó cho xui một chuỗi luôn anh em ạ. Chơi thế thì bố mày anh chịu ấy. Đen đéo gì đen một chuỗi luôn anh em ơi. Đéo gì đen đen vậy trời. Thế thì bố thằng nào con nào dám chơi game đéo này nữa anh em ơi. Đây này. Ôi được 7 cũ, thôi cũng được. Ít ra lên lại 10 cũ rồi. Nổ hai ván liên tục đi đi. Nổ ván này nữa đi. Nổ nó đi. Nổ đi. Ôi rồi thế mà không nổ, viền miền nhiều như vậy mà không nổ thế nào. Nổ mới nó mới đẹp anh em ạ. Không nổ nó không đẹp thế nào đâu. Ôi rồi pha này mà không nổ kìa. Tiếc thế. Khó ăn chứ đéo phải dễ ăn gì nó đâu anh em ạ. Có phải đơn giản đâu. 4 lượt vào ri. 4 lượt vào ri là không nổi 900 cái mấy cây này. Ơi ván đầu được một mê rồi thế cũng được. Nó tạm được anh em ạ. Ít ra là cũng hòa chứ đéo thua là bao. Cũng thắng là 100 ngàn. 4 lượt free đó nó đéo ăn thua đâu anh em ơi. Cái của free này anh em nghĩ sao mà ăn thua được. Free là nó cho ăn toàn cho những cái gì gì chứ. Nó địt mé nó kìa anh em ơi. Nó cho thua một chuỗi luôn kìa. Ui, mày hên thế. Liều phát ăn nhiều cái mày hên anh em ạ. Vãi, ra con game đéo này nó lại thua lại. Còn 8 cũ nữa anh em ạ. Bây giờ cảm nhận là xui như thế này mình chỉ ăn 5 mê thôi anh em ạ. 5 mê là ngon rồi. Với lúc ban đầu mình muốn ăn là to đấy. Nhưng mà thôi bây giờ mình chỉ ăn 5 mê là mình đã mừng lắm rồi anh em ạ. Mà bây giờ mình sợ là thua luôn đấy chứ. Sợ là thua hết luôn đấy. Chứ không phải là ăn nữa đâu anh em ạ. Bây giờ là sợ thua luôn ấy. Đó mình có nói sai đâu. Còn một cũ nữa kìa. Đấy. Có sai đâu anh em ạ. Ván này thua cái là hết luôn chứ có gì nữa. Đó anh em thấy không. Có dễ ăn gì nó đâu. Thôi ra quay hũ tiếp. Mà đừng nói 400 này mà nó lên lại thì quá tuyệt vời luôn anh em nha. Ôi rồi sao khoan nó không nổ đi ta. Nổ lần lại nữa đi nào. Nổ đi. Trời ơi sao không nổ ta. Nổ đi, nổ đi. Trời ơi. Hai mê này nổ cái thì đẹp luôn đấy nha. Nổ đi nào. Đấy rồi, phải như vậy chứ. Phải như vậy chứ, lên lại ba cũ đi, 7 cũ đi kìa. Biết đâu 7 cũ này lên lại sao. Biết thế đeo trước được. Nhưng mà phải nổ 2-3 ván tục may ra mới được anh ạ. Đây này, 2 cũ 5 nữa này. 7 cũ lại này. Phải lên chứ. Đúng rồi, mấy trăm ngàn mà lên mấy hay anh em này. Nhưng mà điều là nó khó rồi. Nhưng mà cứ kỳ vọng thôi, biết đâu có kỳ tích. Còn 3 lần quay nữa. Vẫn còn 3 lần, tầm 3 lần đấy. Đây này, đây này. 4 của 9 cũng được. Thế là ngon lành cành đào đấy anh em ơi. Bốn cụ năm nữa, trời ơi lên lại 10 cũ kìa. Thua có 5 cũ nữa chứ đâu. Cứ bình tĩnh dần dần lên thôi anh em, hoặc là xuống thôi.
chơi ván poker này, xui quá chơi ván poker này. Lúc nãy giờ mình vẫn ngu chứ, đáng này xui quá mình mới ra chơi một game thì khả cái chứ. Chứ một con game mà đang xui mình có cố gắng đánh nữa thì khả năng cao là mình xui tiếp là điều rất bình thường rồi đúng không? Đấy, con game mình xui thì ra đánh game khác xíu ấy chứ. Ngu gì cứ ôm tụ đánh bại một con game. Đấy, hai ván thua liên tục kìa. Ba ván luồn nền nhé. Vẫn hai ván thua. Đây này, đây này. Đúng rồi. Phải như vậy chứ. Đấy, lên lại 15 cũ này. Ăn 5 cũ là nghỉ thôi. Hai cũ 5 rồi này. Thắng một cũ rồi. Đây này, này. Đấy, 16 cũ 6 rồi kìa. Tính ra là từ có bao nhiêu anh em ơi? Từ vốn có 3 400 ngàn mà lên lại 16 cũ. Đúng rồi, đã hên rồi, đánh cái đéo gì nó hên anh em ạ. Đéo hên này, đánh cái đéo gì nó còn thua. Thôi nghĩ anh em ơi, mà 9 cú nằm là được rồi, 4 cú nằm. Trời ơi, từ cái thế đã đảo anh em kìa. Mà bây giờ thắng lại 4 cú nằm luôn. Nghĩa là 400 ngàn mình lên 19 cú nằm đấy anh em ạ. Tin được không anh em ơi, nghĩ.